Mấy anh em mình xin kính chào các bác chị bạn. Xin chào. À, xin chào. À, trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc các bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Thì hôm nay Thái muốn khách đấu với Sì Chung ăn mỡ trắng. À, bỏ lên căng cái Thái, bỏ lên em. Rồi, gần ký gửi, bỏ xuống em. Ký gửi yếu. Dĩa này chừng 100g anh chứ. Ký gửi. À, coi như là cái này cũng ký gửi thôi, chỉ cái dĩa 200g đi, còn ký ký ba chọn cho chọn số là hai anh em ăn 2,5 kg ha. Ký ba 2,6 kg chứ, thôi thứ 2,5 kg thôi, chọn số chứ cũng được. Rồi ngồi xuống đây cũng được. Thì Thái thì em của Sì Chung, mà Thái hôm nay muốn thử khách với người anh ăn mỡ trắng, hôm nay anh chiều cho Thái luôn ha. Bây giờ đây nước có động lực rồi đó, ở đây bốn anh em có thấy ăn làm sao ăn anh của em không thấy. Rồi mời cô bác chị dùng em. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng mỡ trắng luộc nha. Dạ con xin mời. Rồi chuẩn bị nha, hai anh em chuẩn bị đi. Chuẩn bị chưa? Xí khuyết chứ chưa. Nhưng mà bữa nay thấy anh Sơn nhét cái này bên dĩa em là em thấy hình như là cũng có cái dĩa tương lai chút xíu. Có tương lai không? Rồi tương lai không? Anh cũng bèn biết. Rồi chuẩn bị nha. Dạ. 1, 2, 3 bén. Hôm nay là huynh đệ tương tàn luôn, hai anh em ruột luôn, không có nhường ai luôn, không ai nhường ai luôn. Chà, Thái làm im rồi Thái ơi. Sì Chung như mình làm anh Sì Chung. Em không nhường anh luôn, anh không nhường em luôn, quyết liệt. Đó. Thái cắn cục mỡ nổi da gà luôn. Ở nhà không nói với em rồi, nói cái này là món ưa của ảnh nữa. Rồi. Đó là em về anh Đông ăn coi chừng em nha. Ừ, đó. Đó là quyết đợi tương tàn luôn à. Ăn ớt, Khánh ăn ớt luôn. Đó. Hai anh em ăn 2,5 kg. Dạ. Cắn chảy mỡ hay quá Thái ơi, hay quá Sì Chung ơi, cái kết tôi mới biết hơn thua, chắc này máy nó còn trơn chút xíu là nóng máy biết hơn thua lúc khúc cuối. Lúc đó em nào đưa vô không nổi là sẽ thua thôi. Giáp này còn ok. Sì Chung ăn mỡ cũng rất giỏi, từng thi đấu với ba luôn. Hai anh em là ngang tài ngang sức luôn á. Wow. Lụm từ từ thưởng thức em ơi, nó độ ngán dữ lắm, ngán đó, có ngán là có tỏi là có khóm, ăn cho dịch ngược lại. Dạ đâu anh xem cố tình ăn thắng em chứ mà lại quá. Cái máy này cũng rất khó vượt qua. Hay quá. À, anh em của mình là thường cái ngồi nhóm nhi hay thách đấu lắm, mà thách đấu hay một cái thách đấu là toàn ăn đồ khó nhiều. Cái mỡ này không mấy người ăn được đâu, theo mình nghĩ vậy. Không mấy người ăn được ký ngoài mỡ trắng thế này, một miếng với hai là dữ lắm à.
Nhưng mà hai anh em ăn khi nào ăn không không nổi thì giơ tay nghỉ nha. Cái này anh nói thật anh không không dám ép nha. Khi nào mà cảm giác hết nổi giơ tay nghỉ. Giờ thấy cầm này lên đứng giơ tờ 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 trắng lên đầu hàng không phải đâu, chùi tay đó anh ơi. À, rồi, đồng ý. Nói tụi thách chơi chơi chứ toàn là em ăn toàn là với lại thứ dữ không à. Đúng rồi. À, sao mà em thua thì không sao đó, em nói thiệt, em thua thì cái gì? Tại vì đụng độ thứ dữ không à. Ừ. Cái em ăn mà số lượng nhiều thì em ăn khi em nghĩ chưa em chưa không lại. Dạ. Ví dụ anh nói ví dụ em ăn hủ tiếu bún rồi em có thể chưa chưa qua mấy anh em dùng cho tim, tại mấy anh em tim uống điện nhiều rồi. Để từ từ đi vượt qua mấy cái ải khó rồi tới mai chiều đấu với lại Thí Hằng. Đấu Thí Hằng rồi, đấu Ba Móc á. Ừ, đấu đấu Thí Hằng không đấu mì rồi lẩu rồi. Nếu mà ông với anh Ba Móc rồi phải kiếm chiêu gì chứ ăn sao là không được ổng đâu. Không kịp phải không? Anh ba kiếm cái gì mà kỳ kỳ của ổng đó. Ừ. Kỳ đồ chua. Đồ chua hả? Thôi tôi cũng kỳ sợ đồ chua. Hai anh em cố lên. Mình nghĩ á, cái mỡ này rất là căng. Mới vô thì chạy được thời gian chút xíu, bắt đầu dần liền, ngán. Có ngán ăn tỏi giờ nó cũng đỡ thấy. Em ăn tỏi nãy giờ? Ừ. Phải làm ra ra bảy mấy cục bự trước. Xì chung này có hổng đấu thịt mỡ trắng với Ba Móc hơn lần rồi. Đó. Cắn cái gỡ một mình, gỡ một mình. Ăn tỏi vô cái nó nồng, cái nó giống như cái nó lên đô. Ừ. nó giận giận. Lớp bề quá. Mở không chảy được, đã không mở rồi, mỏi trắng dữ. Thôi em xin lỗi anh Tùng với lại em xin lỗi mọi người đây, em thấy không phải quá ăn quá anh ơi. Rồi cái này em nhường cho anh đây, nãy cái dĩa em xin lỗi mọi người đi. Rồi coi như là xin lỗi rồi. Nó mở nó chảy vô họng nó cứ ấy quá. Chị không nổi phải không? Chị không nổi nè. Vậy là mốt khỏi thách đấu với Sự Dung nha. Sợ anh Trung à. Rồi vậy là tôi khỏi ăn luôn em.
coi như là vậy là mình thắng cái đó hả? Thắng đơn giản quá ha. Đơn giản mà hả chị Trâm? À, mới có bưng ly nước lên tính làm cục nó nghe gì mà không, đó, không chịu không nổi à. Sao mà cái này á nó dính vô thịt với mỡ nha mà em ăn được. Ăn mỡ trước rồi ăn được nhưng lát cũng thịt mà cái mỡ không á thì sao mà. Coi như là thuộc phải không? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, lát đổi ra cho 200 đúng không phải chơi. Tối nay là có gì là gọn gàng. Thấy thì tính thử thách với Sì Chum mà cùng là văn chịu nổi phải không? Dạ. Rồi uống nước đây rồi anh kết thúc. Có khi là uống nước dữ lắm mà bữa nay mới có vừa kê chết cái là em đã đầu ăn rồi. Vậy là không xứng tầm hả Sì Chum? Rồi để ăn cái khác ra thấy. Thôi kêu này mình gậy có phát thấy. Chắc phải vậy rồi chứ nhưng mà em để chờ coi mấy điểm yếu gì chứ em còn là em thấy là không đỡ hết lại rồi. Ừ rồi ok. Mấy anh em mình đây cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, dinh ăn chay. Bye bye.